Nhà vườn Minh Chí chào các cô chú anh chị xem kênh NLTK Bonsai. Hôm nay con có một số cây giới thiệu với mọi người. Địa chỉ con ở là ấp Hành Thuận, xã Hành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Số điện thoại của con là 0907 970 827. Là số Zalo con luôn nha mọi người. Con giới thiệu với mọi người cây số 1 là cây Mỹ Hồng. Hoành là 27, cao là 1,5 thước. Rồi con báo giá luôn là 5.500.000. Rồi, và cây số 2. Rồi, cây số 2 là Chén Tàn Bay. Hoành là 26. Hoành là 26, hoành cũ là 51. Cành bay là 1,5 thước, giá là 22 triệu. Cây hành phẩm. Cây hành phẩm. Cây đỏ lá nhỏ. Rồi qua cây số 3 là cây đỏ lá nhỏ. Hoành là 21. Tàn bay là 1,3. Rồi cây này có giá là 5 triệu. Rồi qua cây thứ tư là Mỹ Hồng. Hoành là 22, cao là 1,3, giá là 6,5 triệu. Rồi cây thứ năm. Rồi cây dáng bay đỏ lá nhỏ. Hoành là 15, tàn bay là 1,5 thước, giá là 3,5 triệu. Rồi tiếp theo là con có một cặp công và một cặp gà, giá chung của nó là 4,5 triệu. Một cốt cây bự. Một cốt trong trong đây hai cốt mà một thân thân không. Giờ mày thổi nó đi ra luôn. Tổng quay đi. Cùng rồi tiếp theo là con giao lưu với mọi người khế găng nha mọi người. Rồi đây là cây số 1. Rồi con đo hoành thân luôn. Rồi hoành thân là 34. Chiều cao là 65. Rồi, cây số 1. Hành phẩm nha mọi người. Rồi, cây này có giá là 1,5 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi. Rồi, cây số 2. Rồi. Để con quay về cho hoành thân. Rồi hoành thân là 29. Chiều cao là 56. Rồi quay vòng tròn. Rồi. Cây này có giá là 1,100,000. Rồi. Rồi. Cây số 3.
Hoành Thăng là 43. Chiều cao là 56. Rồi, xoay báo giá luôn. Rồi, cây số 3 có giá là 1.700.000. Rồi. Rồi, cây số 4. Hoành Thăng là 42. Chiều cao là 53. Rồi, cây số 4 có giá là 1.400.000. Rồi, cây số 5. Rồi, cây số 5 Hoành Thăng là 40. Chiều cao là 52. Rồi, cây số 5 có giá là 5.800.000. Rồi, con báo lộn nha cô chú. Là 1.800.000. Cây số 5 là 1.800.000. Rồi, cây số 6. Hoành Thăng là 44. Chiều cao là 59. Rồi, cây số 6 có giá là 1.500.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây số 7 nha. Hoành Thăng là 34. Rồi, chiều cao là 56. Rồi, cây số 7 có giá là 1.800.000. Rồi, xuống cây. Rồi, cây số 8 nha. Hoành Thăng là 29. Chiều cao là 60. Rồi, cây số 8 có giá là 1.200.000. Rồi, sang cây số 9. Hoành Thăng là 30. Chiều cao là 55. Rồi, cây số 9 có giá là 1.800.000. Sang cây số 10. Cây số 10 Hoành Thăng là 39. Chiều cao là 51.
Rồi cây số 10 có giá là 1.500.000. Rồi, số 2. Rồi cây số 11. Cây số 11, hoành là 44. Chiều cao là 59. Cây số 11 có giá là 1.600.000. Rồi, xuống đây. Rồi, cây số 12. Rồi, hoành là 36. Cao là 49. Rồi, cây số 12 giá là 1.200.000. Rồi. Rồi, cây số 13. Hoành là 43. Chiều cao là 70. Cây số 13 giá là 1.500.000. Rồi, xuống cây rồi. Cây số 14. Số 14 hoành là 41. Chiều cao là 66. Rồi cây 14 giá là 1.200.000. Rồi xuống cây rồi. Số 15. Số 15 hoành là 41. Chiều cao là 64. Mười lăm giá là 1.800.000. 1.800.000. Rồi, xuống cây luôn. Số 16. Hoành là 45. Chiều cao là 59. Rồi, cây 16 giá là 1.400.000. Rồi, xuống cây rồi. Số 17. Hoành là 35. Chiều cao là 56. Rồi số 17 giá là 1.300.000. Rồi, xuống cây rồi. Rồi tới cây số 18. Hoành là 49. Chiều cao là 51. Giá của cây 18 là 1.400.000. Rồi, xuống cây.
cây 19. Hoành là 43. Chiều cao là 49. Rồi, giá của cây 19 là 1.500.000. Rồi, ok. Alo Trang ha. Rồi, tới cây trang lá nhỏ. Trang đỏ ha. Dạ, trang đỏ lá nhỏ. Cây số 20. Hoành là 16. Chiều cao là 47. Rồi, giá là 900. Rồi. Rồi, cây 21 cũng là bông trang. Hoành là 15. Chiều cao là 110. Rồi, giá là 800. Rồi, xuống cây. Cây 22. Hoành là 15. Chiều cao là 78. Giá là 1 triệu. Cây số 22. Giá 1 triệu. Rồi. Tiếp. Rồi, cây 23. Hoành là 16. Chiều cao là 92. Giá là 1.100.000. Nhắc chương trình miễn ship. Rồi, chương trình của con là miễn phí ship nha mọi người. Tất cả loại cây ha. Dạ, rồi miễn phí ship. Rồi, cây 24 là cây me. Cây me thành phẩm là cây cuối cùng, hết clip. Hoành là 20. Chiều cao là 71. Rồi, cây 24, cây me có giá là 4.200.000. Rồi, nhắc số điện thoại của mình luôn. Rồi, số điện thoại của con là 0907 970 827 là số Zalo của con luôn. Rồi, các cô chú anh chị xem kênh LTK Bonsai ủng hộ clip của con cảm ơn rất là nhiều.